Canada đấy, ngày birthday á của Canada. Mình đi chơi, mình đi bằng Skytrain, cho nên chơi waterfront xuống downtown để ở đó nó có mười mấy ngàn người có mặt ở đó. Đi chơi tối nay bắn pháo bông luôn. Cho nên mình dắt nó có parade này kia. Dạ, mình dắt ông xã mình là người này là người đồng hành với mình đây. Từ thành phố Surrey tới thành phố Vancouver mất khoảng thời gian 20 phút. Cảnh ở Surrey các bạn nhìn thấy đẹp quá trời đẹp luôn. Đây là mình đang nằm dưới lòng đất của thành phố Vancouver. Mình gần tới chỗ Canada Play rồi. Bây giờ mình còn nằm ở dưới lòng đất của Vancouver, của thành phố. Canada như thế nào nhé, lớn như thế nào nhé. Ồ, có cái thuyền lớn dữ ta. Dạ, cushion. À, cái thuyền nó quá trời lớn. Đây có breakfast. Cái chỗ này người ta chụp hình Global News.
Yeah, man.